Chào mừng các bạn đến với thế giới dây dù của M Studio. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện dây khóa xác ướp Ai Cập. Để thực hiện dây móc khóa này, các bạn chuẩn bị cho tôi một đoạn dây dù 4 ly có chiều dài tối thiểu là 1m2. Các bạn có thể thắt vào móc khóa, khoen móc khóa hay chìa khóa. Ở đây tôi sẽ thắt trực tiếp vào chìa khóa. Chúng ta bắt đầu bằng cách lòn một đầu dây vào trong chìa khóa và chỉnh sao cho nó nằm ngay vị trí chính giữa của đoạn dây. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện làm phần đầu của cái xác ướp. Đây chính là nút gấu chó 5 tao 4 cánh, tức là nút gấu chó loại nhỏ. Đầu tiên chúng ta làm một cái nút đơn như thế này. Sau đó lòn cái đầu dây bên phải xuống dưới đi qua bên trái. Bạn chú ý là nó nằm dưới ha, hai sợi đều nằm dưới, lúc ra cũng nằm dưới. Đầu dây còn lại chúng ta lòn ở phía dưới cái đầu dây vừa rồi, vòng lên trên và xỏ xiên xuống dưới như thế này. Đây chính là mô hình ngôi sao 5 cánh. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái đầu dây bên phải lòn từ dưới lên ở cái cánh trên bên trái. Cái đầu dây bên trái chúng ta lòn từ trên xuống, xuyên qua cái cánh trên bên phải. Tiếp tục chúng ta lấy cái đầu dây bên trái lòn xuyên ở như thế này, tức là ở phía dưới cái cánh vừa tạo ra mà trên hết tất cả các phần còn lại. Tương tự cái đầu dây bên phải chúng ta cũng lòn ở dưới tất cả, chỉ trên một cái sợi dây chúng ta vừa tạo ra như thế này mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ xây đứng nút gấu chó lên như thế này và lòn ngón tay vào ngay cái tâm của cái đống bùa nhùi này, tách nó ra thành một cái vòng. Chú ý là các bạn phải chỉ tìm đúng cái tâm ở giữa. Với mỗi đầu dây sống thì chúng ta sẽ đi qua hai trên hai sợi, sau đó quay xe xỏ xuyên tâm về phía dưới như thế này. 1 2. Các bạn lưu ý là chúng ta phải đi qua đúng hai sợi rồi chúng ta mới quay xe, nếu không thì cái nút gấu chó sẽ bị hư. Tiếp theo là chúng ta sẽ siết rút. Khi siết rút các bạn cũng đồng thời hiệu chỉnh cái chiều dài của cái phần móc và ổ khóa vào chìa khóa, cũng như cái phần chiều dài còn lại sao cho chúng tương đương với nhau. Về cái phần nút gấu chó, nếu các bạn cần một cái video hướng dẫn chi tiết hơn thì xin các bạn tham khảo về video làm nút gấu chó nhỏ của mình. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phần thân của xác ướp.
Đầu tiên chúng ta lấy cái sợi dây bên trái vòng qua bên phải và vòng xuống dưới đi ngược về. Cái sợi dây bên phải chúng ta lòn xuống cái đầu dây sống bên trái, vòng lên trên hai cái dây xương và xỏ xuyên qua cái vòng bên phải như thế này. Đây chính là mô hình rắn. Khi các bạn siết cái nút rắn này, các bạn lưu ý là chúng ta phải dừa nó ra đúng 5 cm tính từ cái phần dưới của cái đầu. Nếu nó chưa có chín đúng 5 cm thì các bạn sẽ xả nút ra và hiệu chỉnh trở lại. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ có setup như thế này. Chúng ta bắt đầu thắt nút rắn hổ mang. Để thắt nút rắn hổ mang, chúng ta lấy cái sợi dây bên phải, dây nằm trên bên phải, vòng là một cái vòng vẫn nằm trên như thế này. Sợi dây bên trái vòng là cái sợi dây sống và lòn xuống dưới, rồi là xỏ ngược từ dưới lên như thế này. Một lưu ý của nguyên tắc nút rắn hổ mang là cái sợi dây nằm trên luôn luôn nằm trên và sợi dây nằm dưới luôn luôn nằm dưới, các bạn chú ý. Chúng ta tiếp tục thực hiện nút rắn hổ mang này tiến sát về phần đầu của cái xác ướp. Đây là hình ảnh sau khi chúng ta kết thúc cái phần thân. Các bạn lưu ý là chúng ta thắt từ 9 đến 10 lần, tức là tạo ra khoảng 5 cái nút rắn hổ mang như thế này thì sát với phần đầu. Bây giờ chúng ta sẽ quay xe và tiếp tục thắt nút rắn hổ mang cho cái phần hai cái tai của xác ướp. Chúng ta sẽ thắt 5 lần nút rắn hổ mang như vậy cho cái phần tai.
chúng ta sẽ siết chặt hai cái đầu dây trước khi chúng ta cắt và hơ lửa. Khi cắt chúng ta chừa từ 3 đến 4 ly. Sau khi hơ lửa xong chúng ta sẽ làm tòe đầu nó ra. Và khi nó cứng lại thì nó sẽ không có bị xúc. Đây là tác phẩm sau khi hoàn tất. Như vậy, để thực hiện cái dây khóa sắt ướp Ai Cập này, chúng ta sử dụng 3 nút tổng cộng. Nút gấu chó, nút rắn và nút rắn hổ mang. Dây móc khóa sắt ướp Ai Cập không quá khó cũng không quá dễ để thực hiện. Tức là ở mức độ vừa phải, cho nên các bạn cần một ít kiên nhẫn. Nếu lần đầu không được thì các bạn có thể tháo ra và làm lại. Chúc các bạn thành công.